Kính chào quý khán giả theo dõi nhịp sống kỳ mới của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang, trực tiếp lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày. Các thông tin nóng hấp dẫn được chúng tôi liên tục cập nhật trong thời gian diễn ra chương trình. Xin mời quý vị cùng điểm qua. Liên tiếp các vụ sạt lở xảy ra, nhiều cù lao ở miền Tây Nam Bộ có nguy cơ biến mất. Công suất nguồn điện miền Bắc có phần cải thiện khi nhà máy nhiệt điện vận hành trở lại, tổng cộng khoảng 1.000 MW. Không ai được quyền giữ căn cước công dân của người dân trừ trường hợp đặc biệt, việc giữ trái phép có thể bị phạt hành chính. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ gây mưa dông mạnh và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tới tiếp tục ít di chuyển, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên Nam Bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm. Mưa xuống khiến nền đất yếu. Những ngày gần đây, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên tục xảy ra sạt lở. Anh Minh Thiện có tổng hợp sau đây. Khu vực bờ kênh Nha Mân, Tư Tải, đoạn thuộc ấp Tân Hữu, xã Tân Chuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, vừa xảy ra vụ sạt lở đất với chiều dài khoảng 30 mét, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Sạt lở ăn sâu vào bờ từ 4 đến 5 mét, uy hiếp tuyến đường DT854 nối huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, với huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Dù sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng là một kho chứa vật tư nông nghiệp và tiệm sửa xe gắn máy của người dân bị nhấn chìm xuống kênh. Thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ sạt lở tại các sông, kênh rạch, nội đồng. Tổng chiều dài sạt lở là 553 mét, ảnh hưởng trực tiếp đến 14 hộ dân, ước thiệt hại trên 1 tỷ 300 triệu đồng. Trên địa bàn huyện Đông Hải của tỉnh Bạc Liêu cũng vừa xảy ra vụ sạt lở, làm toàn bộ nhà xưởng cùng nhiều tài sản của một công ty bị sạt hoàn toàn xuống sông, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh này yêu cầu phía công ty điện lực Bạc Liêu có phương án di dời trụ điện trung thế dẫn đường dây sang vị trí an toàn. Bởi khu vực sạt lở rất gần trụ điện trung thế Ba Pha, vượt sông Cành Hào hậu phòng, cung cấp điện cho huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Còn tại huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long thì cũng xảy ra liên tục vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng, làm chia cắt đường giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của hơn 30 hộ dân. Đoạn đường giao thông kết hợp đê bao dọc sông Cái Cao qua ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 150 mét, ăn sâu vào bờ. Vụ sạt lở khiến giao thông khu vực bị chia cắt, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của 23 hộ dân với 123 nhân khẩu. Tại khu vực này hiện vẫn xuất hiện nhiều vết nứt bên trong bờ bao, có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Cũng trong ngày 9 tháng 6 trên sông Long Hồ, đoạn qua ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ cũng xảy ra một đoạn sạt lở dài khoảng 30 mét, ăn sâu vào bờ 3-5 mét, ảnh hưởng đến nhà ở và sinh hoạt của 5 hộ dân. Cỡ 1 giờ khuya đó là tôi cái ghe tôi đang đậu vậy, cái nó giật tới giật lui, cái tôi mới thức dậy, thì tôi dòm là nó lùa từ ở đây là nó lùa dài lại tới đó là nó làm một cái hùm là mất tiêu luôn. Trước mắt ổn định cuộc sống cho người dân đến nơi ở tạm, và tiếp tục cử lực lượng là túc trực 24/24 để theo dõi cái tình hình diễn biến của sạt lở và đồng thời cũng tìm ra cái nguyên nhân sạt lở và để có cái hướng khắc phục ổn định. Một số khu vực sạt lở có đáy sông sâu, dòng chảy và mật độ giao thông lớn dẫn đến tác động của sóng làm cho mái bờ bị xói lở. Khi gặp điều kiện bất lợi như mưa lớn kéo dài, mực nước xuống thấp dễ gây ra sạt lở. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cái Cào. Trước tình trạng sạt lở ngày càng gay gắt, một số cù lao đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Người dân ở Cồn Hô giữa sông Cổ Chiên chứng kiến cảnh mảnh đất trù phú ngày càng teo tóp. Mỗi năm, nước lại tiến vào thêm hàng chục mét. Tất cả hộ dân sinh sống ở đây vẫn làm vườn kết hợp làm du lịch cộng đồng. Nhưng nhiều năm qua, bà Thủy tấn công ngày càng khốc liệt, nhiều hộ mất đất đành bỏ cồn ra đi.
Tại cù lao Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đê bao dời nhiều lần do bị nước cuốn trôi. Có những hộ dân từng nằm sâu bên trong đê, giờ thì đã ra ngoài đê và có thể bị sạt bất cứ lúc nào. Hầu hết cù lao nằm trên sông Tiền và sông Hậu tại miền Tây đều đang bị sạt lở rất nghiêm trọng. Có những nơi chưa từng bị đe dọa nhưng giờ vẫn bị sạt lở. Đáng lo ngại hơn, kết quả một cuộc thăm dò gần đây cho thấy các cù lao không còn được bồi đắp như trước, trong khi dưới lòng sông Tiền và sông Hậu lại đang xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm. Những ngày qua, 11 hồ thủy điện ở miền Bắc ở mực nước chết hoặc là sắp chạm mực nước chết nên không thể cung ứng điện, dẫn đến việc cắt điện luân phiên ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tín hiệu vui từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Đến hôm qua, công suất nguồn điện miền Bắc có phần cải thiện và đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW. Nguyên nhân do vừa qua một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố, Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2 được khẩn trương xử lý khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày qua, một số khu vực miền núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa nhỏ, nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện. Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn tiếp tục đôn đốc tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn nhiệt điện nhằm ứng phó với tình trạng các hồ thủy điện lớn thiếu hụt nước. Thưa quý khán giả, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, hôm qua, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật căn cước và dự án luật viễn thông sửa đổi. Dự án luật viễn thông sửa đổi một số bất cập lớn như quy định hình thức cấp phép và các điều kiện cấp phép theo hướng đơn giản hóa thủ tục, khuyến khích gia nhập thị trường đối với một số dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, hoàn thiện quy định sử dụng tài khoản SIM thuê bao di động để thanh toán cho dịch vụ viễn thông và dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động hợp pháp. Để giải quyết khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, dự thảo luật bổ sung quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp giải quyết xử lý các hành vi cản trở việc xây dựng hợp pháp cơ sở hạ tầng viễn thông. Thảo luận về luật căn cước, các đại biểu tán thành việc xây dựng dự án luật căn cước là cần thiết để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thi hành luật căn cước công dân năm 2014 và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay, tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở Việt Nam. Việc xây dựng dự án luật nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Cũng tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội về dự án luật căn cước công dân sửa đổi, Bộ trưởng Công an Tô Lâm có phát biểu đáng chú ý là hiện nay nhiều cơ quan, khách sạn thường giữ chứng minh thư hoặc là căn cước công dân của khách, nhưng theo quy định thì không ai có quyền này. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ, vậy cơ quan nào được quyền kiểm tra giữ căn cước công dân? Chúng tôi đề cập nội dung này trong tiết mục Góc nhìn. Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định căn cước là vật bất ly thân của người dân, không ai có quyền giữ, trừ trường hợp vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền giữ để phục vụ điều tra. Người dân chỉ cần xuất trình căn cước công dân để các cơ quan, khách sạn ghi chép thông tin về họ tên, số định danh. Khi cần thiết, các đơn vị sẽ đối chiếu với thông tin này. Đại diện Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cũng thông tin thêm, theo quy định của luật căn cước công dân, thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân dùng để chứng minh nhân thân công dân của Việt Nam và sử dụng vào những thủ tục hành chính, giao dịch dân sự khác. Theo quy định, chỉ những cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mới có thẩm quyền tạm giữ thẻ căn cước công dân. Trong các giao dịch dân sự như xin việc làm, thuê phòng trọ, khách sạn, nhà nghỉ lưu trú qua đêm thì không có quyền giữ căn cước công dân mà chỉ được phép yêu cầu xuất trình căn cước công dân để kiểm tra thông tin.
Như vậy, theo quy định, chỉ những cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù thì mới có thẩm quyền tạm giữ thẻ căn cước công dân. Còn trong các giao dịch dân sự như là xin việc làm, thuê phòng trọ, khách sạn thì không có quyền giữ thẻ này mà chỉ được phép yêu cầu xuất trình để kiểm tra thông tin. Thế nhưng thực tế hiện nay có rất nhiều người dân khi đi du lịch hoặc là công tác đến khách sạn, nhà nghỉ đều bị giữ căn cước công dân, chỉ trả lại khi rời đi. Việc làm này theo quy định có thể coi là giữ căn cước công dân trái phép và bị phạt hành chính. Luật căn cước công dân năm 2014 quy định căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch nhân dạng của công dân. Nhân dạng là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để phân biệt người này với người khác. Quy định hiện hành theo Điều 44 Nghị định 96 năm 2016 thì khi khách đến nghỉ chơi ở cơ sở lưu trú có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú như là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ghi đầy đủ thông tin của khách lưu trú vào sổ quản lý trước khi cho khách vào phòng nghỉ. Cơ sở lưu trú không được giữ thẻ của khách. Luật du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật du lịch đều không có quy định liên quan đến căn cước công dân. Theo quy định tại điểm A khoảng 2 điều 10 Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ, hành vi chiếm đoạt sử dụng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân giữ căn cước công dân của người khác có mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Hôm nay tròn 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời, kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Nhân kỷ niệm này, hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Muốn biết thì phải thi đua học, học không bao giờ cùng, học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm. Những năm qua, sự nghiệp trồng cây nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, nên giáo dục nước ta có những chuyển biến quan trọng. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đảm bảo mọi người dân đều bình đẳng trong học tập, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cấp ngành rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa, gắn học với hành, tài với đức, phù hợp với các đối tượng, từng tỉnh, thành phố, thông qua các mô hình mới, cách làm hay. Để với một cái quyết tâm cao, cái nỗ lực lớn và một cái hành động quyết liệt, học tập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, học tập để phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, học tập để góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân Việt Nam, học tập để chúng ta sánh vai với cường quốc Nam Châu, học tập để chúng ta xây dựng đất nước của chúng ta, dân tộc chúng ta là không thua kém bất cứ một dân tộc nào, một đất nước nào trên thế giới cả. Thủ tướng kêu gọi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, cùng chung tay đóng góp, hưởng ứng hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời là động lực thúc đẩy toàn dân thi đua học tập nhằm nâng cao dân trí, bồi đắp tri thức, đưa đất nước phát triển bằng tri thức và bằng sức sáng tạo của tất cả nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nụ cười rạng rỡ của người đàn ông vì cổ chân bị đứt lìa, may mắn được nối thành công. Các bệnh viện ở đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu nguồn máu trầm trọng, giải pháp cấp bách cho vấn đề này.
khoáng chả hiện nay, cận thị là tật khúc xạ thường gặp ở mắt, chiếm tỷ lệ cao và tăng dần ở cả trẻ em và người lớn qua các năm. Theo thống kê thì nước ta hiện có khoảng 48% mắc phải các tật khúc xạ điển hình như là cận thị, viễn thị, loạn thị. Nhằm tạo điều kiện cho người dân trong việc khám và kiểm tra mắt, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ triển khai chương trình kiểm tra và tư vấn cận thị miễn phí. Thời gian khám từ 13 giờ đến 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần, số lượng khám là 50 suất một tuần, tổng cộng có 600 suất. Đối với đối tượng từ 6 tuổi đến 40 tuổi, địa điểm là tại số 717 đường 3 tháng 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Người dân có nhu cầu đến khám có thể đặt lịch trước vào fanpage của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ hoặc số hotline 0867010105 để được hỗ trợ. Tình trạng thiếu máu và các chế phẩm từ máu kéo dài hơn một năm qua, nhưng nghiêm trọng nhất là từ tháng 3 đến đây, ảnh hưởng về cấp cứu điều trị cho bệnh nhân. Trước vấn đề này, Viện Quốc học Truyền báo Trung ương cùng thành phố Hồ Chí Minh tích cực hỗ trợ. Các cơ sở y tế tại tỉnh Bạc Liêu mỗi ngày cần 800 đến 1.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu điều trị và cấp cứu cho người bệnh. Nguồn máu tại đây phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị cung cấp máu là Bệnh viện Quốc học Truyền máu Cần Thơ. Tuy nhiên, 2 tuần trở lại đây, nguồn máu bị gián đoạn. Cái đơn vị mà cung cấp chính là Bệnh viện Quốc học Truyền máu của Cần Thơ, cung cấp cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Bạc Liêu. Tuy nhiên, bệnh viện đã gửi cái văn bản cho các đơn vị là hiện tại cái nguồn cung cấp nó đang bị thiếu hụt. Do đó, với cái thực trạng của người bệnh hiện tại ở Bạc Liêu thì thấy là cái lượng máu có thể nó sẽ thiếu trầm trọng. Bệnh viện Quyết học Truyền máu Cần Thơ là một trong 4 trung tâm truyền máu lớn nhất cả nước. Hiện cung cấp máu cho 74 cơ sở y tế tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với số lượng 12.000 đến 15.000 đơn vị máu mỗi tháng. Việc thiếu máu không phải do không có nguồn máu hiến mà do đang gặp khó khăn về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ các cấp. Hiện bệnh viện vẫn chưa có túi lấy máu cũng như các hóa chất sàng lọc máu. Từ ngày 1 tháng 6, bệnh viện không thể điều chế xét nghiệm sàng lọc và cung cấp máu, chế phẩm máu cho các bệnh viện. Cái thời gian kéo dài quá làm cho chúng ta không thể chấp giá mà nó đạt yêu cầu. Đến lúc mà bệnh viện không còn mà những cái hóa chất mà sàng lọc để cho có cái tiểu cầu gạn tách mà sử dụng trong cấp cứu nữa, cho nên là mới báo động cho tất cả anh em trong khu vực để mà chuẩn bị cho người bệnh nhân. Giải pháp cấp bách trong vấn đề thiếu máu ở các bệnh viện đồng bằng sông Cửu Long được các bệnh viện như Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ tích cực. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hỗ trợ hơn 11.000 đơn vị máu trong tổng số 18.000 đơn vị cho khu vực này từ tháng 3. Viện cử cán bộ hỗ trợ lấy nguồn máu hiến và túi đựng máu. Mặc dù đang đẩy nhanh thủ tục mua sắm vật tư y tế, nhưng theo nhận định từ Bệnh viện Quyết học Truyền máu Cần Thơ, ít nhất 3 tháng nữa, Cần Thơ mới có đủ máu cung ứng cho các bệnh viện tại đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm vận động mọi người cùng tham gia hiến máu tình nguyện, năm thứ tư Hậu Giang tổ chức chương trình Hành trình đỏ cấp tỉnh, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Lễ khai mạc hưởng ứng hành trình đỏ với chủ đề Giọt hồng trên đất Hậu Giang và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023 diễn ra cuối tuần qua, ghi nhận nhiều gia đình cá nhân có số lần hiến máu gần bằng số tuổi. Gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở xã Quả Lựu, thành phố Vị Thanh là một trong số này. Với tâm niệm mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, việc sẻ chia những giọt máu hồng là cách làm mang đến món quà sức khỏe vô giá cho người bệnh. Những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện được ông Nguyễn Văn Thành giữ lại như một kỷ vật để nhắc nhớ về lẽ sống vì cộng đồng mà ông và mọi người trong gia đình lựa chọn. Ngay lần đầu hiến máu, biết bản thân thuộc nhóm máu O, loại máu cho được tất cả các nhóm máu khác, ông Thành mừng thầm. Cũng từ ấy ông chỉ muốn cho đi mà không cần nhận lại. Mới đầu thì sợ chứ, lần thứ hai, thứ ba rồi nó bình thường bởi vì cơ thể mình nó hiến máu cho ta, mình giúp một phần nhỏ nhoi trong xã hội, mà cái đó là nó đổi máu, nó cũng tốt, điều hòa tốt nữa. Hiến máu là tình nguyện, nhưng tinh thần của ông lan tỏa, đến người dân trong xã cũng hành động. Thời gian qua, ông vận động được hơn 460 lượt người tham gia.
đồng hành cùng chồng trên hành trình san sẻ yêu thương. Đến nay, vợ của ông tham gia hiến máu gần 25 lượt. Bà là một trong 136 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Tại ngày hội hiến máu tình nguyện giọt máu hồng trên đất Hậu Giang và tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm nay. Nhà cô có 3 người là đi hiến hết trơn luôn. Cô làm bướng đi hiến máu là phải xin nghỉ một ngày đi vậy đó. Tại vì mình thấy mình hiến máu cứu người có ý nghĩa mình đi. Hơn 20 năm âm thầm góp máu cứu người, hôm nay là lần thứ 54 ông thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Ông vui hơn khi thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh, tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái. Tôi hiến giờ chừng nào mà hết cho thì năm nay cũng năm mấy tuổi rồi, giờ chừng nào mà không cho thì tôi nghỉ thôi, chứ tôi vẫn hiến hoài. Hiến máu cứu người trở thành một thói quen hết sức bình thường của gia đình ông Thành. Hạnh phúc là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Và hạnh phúc đối với gia đình ông là trao đi những giọt máu để sự sống được hồi sinh.